Xin được chuyển sang một câu hỏi khác, câu hỏi đến từ một khán giả ở tại Bắc Giang, khán giả Trần Quang Dũng với số điện thoại 0975 và 3 số cuối là 961. Trước khi đến với câu hỏi này thì chúng tôi xin được phép đến với câu hỏi của khán giả Phạm Văn Liên với số điện thoại là 0356, 3 số cuối là 769. Khán giả có hỏi là ao rộng hơn 1 hecta với độ sâu là từ 80cm cho đến 1m. Hiện nay thì khán giả đã thả 1.000 con cá chấm với trọng lượng là từ 3 đến 5 lạng một con, 1.500 con cá chép 1 cân một con và 2.000 con cá mè 3 lạng một con, 39kg cá rô phi, 40 con trên 1kg. Cho cá ăn cám nổi nhưng mà chỉ có cá mè là không ăn và cá thì có biểu hiện nổi lên trên mặt nước đớp đớp. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này ra sao ạ? Xin chào khán giả, xin chào bà con. Đây là một câu hỏi khá lý thú về cái cách nuôi. Thực sự khán giả chưa biết nuôi cá. Tôi nói câu này thì khán giả cũng hơi buồn đấy. Vì thực sự này, chúng tôi đã nói là chấm cỏ. Người ta đã tên nó là chấm cỏ, nó phải ăn cỏ. Cá mè là ăn tảo. Chứ nó không ăn cái cám viên. Cám viên thì cũng có rô phi, cá chép. Là ăn thôi. Còn chấm cỏ nó cũng vào ăn, nhưng nó ăn cỏ là chính. Nếu có cỏ là thôi, nó thôi ăn cái đấy. Nên là chúng ta phải nhớ là cứ phải. Giờ cũng có một số người bán. Tôi nói câu này là mấy ông bán thức ăn này khó chịu. Mấy ông cứ gạ nên là chấm cỏ cũng ăn thức ăn viên nổi. Nó không phải, nó ăn, nó đặt tên nó là chấm cỏ rồi vẫn cứ bảo nó ăn. Cho nên là tôi nói nhân thể cái đói này thì thôi, khán giả có thể khó chịu tí cũng được. Nhớ để mà chúng ta nuôi cá cho tốt, xác định chấm cỏ là phải cho ăn cỏ, cá chép, cá trôi là cho ăn cám viên là được, còn cá mè là nó ăn cái các cái chất mà ta gọi là các chất khoáng và các cái đó là nó sinh ra cái tảo. Cá mè là ăn tảo nên nó không, nó rác cái đấy nó cứ tỉnh bơ, nó không phải vào nó tranh nhau như con rô phi con cá chép. Nên bây giờ khán giả đây này, mà lên nó ngớp, nó đớp đớp đớp, nó nổi đớp. Thực sự là người nuôi cá mà anh chả chú ý gì cả. Tôi nói câu này thì hơi đau lòng với người nuôi cá, kể cả những anh nào tư vấn đấy. Bây giờ thế này nhá, anh chấm cỏ nhớ cho tôi. Anh phải nhớ cho chấm cỏ ăn. Một ngày là 20-55%, tức là 1.000 con chấm cỏ của anh 2-3 lạng, tức là 2-3-5 tạ cá chấm cỏ. Thì ngay một ngày anh phải cho ăn là bao nhiêu? 3 tạ thì mỗi một tạ là 20 cân. Đấy, nếu 5 tạ thì phải là một tạ cỏ. Thì chấm cỏ là ăn ngay. Thế còn con cá chép 1 kg một con là 1,5 tấn. Đấy, rô phi là 40 kg, 39 kg thành là 2 tấn, khoảng 1,9 tấn. Thì ít nhất anh cho cám nổi thì anh chỉ cho ăn một ngày là vào khoảng 2-3%. Coi cho 2 tấn thì anh chỉ ăn có 60 cân thôi, 2-3% mỗi 1 tấn là ăn 30 cân. Thế con cá mè không tính vào đó, nó tự ăn cái tảo nó phát triển ở trong ao để nó lớn. Nhân chuyện này tôi cũng là nói được cách để anh nuôi cá, chứ không phải anh cứ cho cá thức ăn lên xong rồi cá nó ngấp ngấp lên. Thôi bây giờ này làm thế nào cho nó không ngấp ngấp nó lên đấy, thì từ nửa đêm 12 giờ đêm cho đến sáng anh phải bật quạt để đẩy khí độc lên và tăng cường khí oxy hòa tan xuống ao thì cá nó sẽ hết nổi. Chúc khán giả nuôi cá thành công. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lưu ý vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Thề ạ.